Bệnh viện Thẩm mỹ Em Cát xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Em Cát sẽ giới thiệu tới các bạn một vị nữ khách hàng đã thực hiện dịch vụ làm nâng ngực xoa trễ tại Em Cát. Như các bạn cũng đã biết là Em Cát thì rất là nổi tiếng về cái dịch vụ làm nâng ngực không đau. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem thực hư của nâng ngực không đau tại Em Cát là như thế nào nha. Thì đầu tiên xin mời vị nữ khách hàng giới thiệu về mình ạ. Chị tên là Thảo Hân. Dạ, xin mời chào chị. Để biết được là cái tình trạng ngực của mình nó thay đổi nhiều như thế nào thì chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh của chị cách đây khoảng 1 tháng đúng không ạ? 1 tháng. Đúng rồi. Đây là ngực chị Thảo Anh cách đây 1 tháng. Thì chị Thảo Anh đã sinh được 2 bé rồi. Chị Thảo Anh sinh được 2 bé và vì cho quá trình mang thai và cho bé bú cho nên là cái mô tuyến ngực của chị Thảo Anh á đang bị xa trễ và lỏng lẻo. Quý vị có thể thấy không ạ? Chị Thảo Anh đang rơi sẽ ở khoảng cấp độ 3 đúng không chị ha? Dạ đúng rồi. Làm cho cái ngực của mình chắc là mình mặc đồ mình cũng rất là tự ti đúng không chị ha? Không phải mình mặc đồ. Dạ. Dạ vâng, đây là hình ảnh của chị ấy trước khi tới Em Cát, quý vị có thể thấy không ạ? Đây là hình ảnh chụp diện này. Đây, qua hình ảnh tiếp theo quý vị thấy là cả có rạn da nữa không đúng không chị ha? Ra mà nước luôn. Dạ đúng rồi. Mình bị đụng, nói chung là xấu lắm. Còn mình mang bầu chắc là cái ngực của mình nó cũng lớn đúng không đúng. Chị ha? Làm cho rạn da này, cái sữa nó căng ra lắm. Đúng rồi, dạ. Đây quý vị có thể thấy không ạ, mức độ xa trễ rất là nhiều. Khi mà chị đã tới tư vấn với Em Cát á thì chị có thể chia sẻ một chút là cái quá trình mà mình tư vấn tại Em Cát thì nó có gì làm cho mình thấy Em Cát khác biệt so với những nơi khác không ạ? Có, chị cũng đi 4-5 chỗ mà không có chỗ nào chị giữ ý chứ. Dạ. À, chị làm trước rồi là giới thiệu lên nào chị tư vấn thấy ok là lại làm luôn. Dạ dạ, thì chắc chắn là lúc mình làm nó sẽ bắt có một cái khâu bắt buộc đó là mình chụp hình trước máy vét cha đúng không chị ha? Đây là máy vét cha của tại Em Cát để chụp hình mô phỏng ngực trước và sau. Thì máy này nó sẽ đo rất là chính xác về cái độ xa trễ. Và qua cái máy này thì bác sĩ cũng sẽ chọn được cái đường mổ phù hợp nhất với mình và chọn được một cái size túi phù hợp nhất nha quý vị nha. Quý vị có thể thấy đây hình ảnh góc 90 độ này, xa trễ ở phần da dư ở dưới bầu ngực rất là nhiều. Quý vị có thể thấy không? Đây xa trễ ở phần dưới bầu ngực này rất là nhiều đúng không ạ? Phần mô tuyến phần trên nách nó bị đổ xuống hết rồi. Nó không có cái độ săn chắc nữa. Đây. Quý vị có thể thấy đây qua các góc này rồi. Trước khi mà giải thích thêm về cái chuyên nghi chiêm ngưỡng cái ngực của mình sau 1 tháng thì chị có thể chia sẻ một vài điều là trong quá trình làm á thì thực sự là mình có cảm thấy đau nhiều không? Không hề đau nha quý vị. Lúc đi lại đây là mổ không rất là sợ lắm. Dạ. Nhưng mà có bé cho mổ dắt gì nó là chị tự tin lên đi, xong đẹp chị thấy là thích. Dạ, dạ. Chứ là tự tin đi không có gì mà chị mới sợ chứ. Xong chị thấy công việc đấy là đẹp. Dạ. Thì không biết là cái ca mổ của mình nó diễn ra khoảng bao lâu chị ha? 5 tiếng đồng hồ. Dạ đúng rồi. Tại vì ngực của mình là có tình trạng xa trễ cho nên là bác sĩ rất là tỉ mỉ để có thể khâu các mối chỉ ở bên trong cũng như là nắn nót từng mối chỉ ở bên ngoài cho mình nữa đúng không ạ? Dạ. Thì sau 1 tháng thì em có băn khoăn là sau khi làm á cái ngực của mình chắc chắn nó sẽ căng đúng không chị ha? Chị thấy không căng, chị thấy bình thường thôi, không có gì không đau không gì luôn. Dạ dạ, chung là không gì, chung là hài lòng. Vâng ạ. Không biết là trong cái lúc mà mình sau hậu phẫu thì các nhân viên của Em Cát có theo sát chị không ạ? Có sát mình sát không ạ? Chu đáo nhiệt tình lắm. Dạ. Đây, chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh của chị Thảo Anh sau khi nâng ngực tại Em Cát được 1 tháng nha quý vị. Quý vị có thể thấy không ạ? Thì với trường hợp xa trễ như của chị thì cũng là cấp độ lớn rồi cho nên là chúng ta cần một cái đường mổ đó là xung quanh quầng vú và một đường mổ thẳng xuống dọc chân bầu ngực này. Nhưng mà chắc chắn là cái đường dọc này chắc chắn là bác đã rất là hạn chế cho mình rồi. Đúng rồi. Đi đường này thì mới có thể thu hết da được chị nha. Nếu mà mình đi đường quần thì chắc chắn là không thể thu hết da và bỏ hết mô tuyến thì lúc này cái ngực của mình nó không khắc phục được sự cái độ xa trễ nhiều á. Không đau rồi, thế đến lúc ngày cắt chị có thấy đau không? Không luôn. Dạ đúng rồi, chứ là bình thường không có gì xảy ra chị luôn á. Dạ. Bây giờ sau khi làm rồi 1 tháng rồi thì chị cảm thấy như là cuộc sống của mình nó có thay đổi và thấy chung là nhiều. Nhưng mà sau này mặc đồ rất là tự tin không? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì mình vẫn phải mặc đồ điển hình chị đúng ha. Rồi, mặc tới 3 tháng rồi. Dạ đúng rồi. Mặc đồ điển hình thì bên em luôn khuyên khách hàng là mặc từ 3 tháng. Và những chị nào mà ngực mình có độ xa trễ thì mặc càng lâu càng tốt chị ha. Dạ.
tại em cắt á, thì khi các bạn tới tư vấn ngoài chụp hình với máy với cha ra thì nhân viên của em cắt luôn luôn tư vấn các bạn về quy trình làm, sau đó là đến các chăm sóc về sau luôn ha. Chắc chắn là mình cũng đã được tư vấn rất là kỹ càng về tình hình chăm sóc đúng rồi chị ha. Tính là bụng hay nào, tính hút mỡ thôi đó. Dạ, mình hút mỡ bụng đó hả chị? Dạ đúng rồi. Thì vậy mình đợi cho ngực mình nó ổn định hẳn rồi mình làm chị ha. Đúng rồi. Cái này em hỏi hơi riêng tư một chút xíu là anh á, anh chồng anh có đồng ý cho mình để chỉnh sửa lại vòng 1 không? Ông nhắc gì lại mà. Ông chở gì lại luôn á. Hai chồng đi chân dán nhiều chỗ thôi mà không có chỗ nào giữ ý hết trơn á. Có chỗ này ổng thấy ok ổng cho đi làm đó. Dạ, chắc chắn là bác anh chồng mình cũng có gặp bác Khiêm rồi đúng không ạ? Dạ. Vâng, sau đây quý vị có thể nhìn thấy lại không ạ? Hình ảnh của ngực chị ấy sau khi làm ngực rất là cân đối và có độ căng rồi, độ săn chắc rồi, chung là hài lòng lắm. Dạ. Dạ chị Hảo, anh cho em hỏi hơn một chút xíu là không biết là từ cái nguồn thông tin nào mà mình biết tới em cát ạ? Do bạn đã làm lên rồi, nó làm ngực nó cũng được 4 năm rồi. Dạ. Nó sửa mũi chung mới làm mấy phẩm mới diễn lên rồi. Dạ, rồi quen giới thiệu mình qua đúng không ạ? Đi qua. Dạ vâng ạ. Thực sự là các cơ sở thẩm mỹ hiện tại cũng rất là nhiều luôn. Thì chắc chắn là mình đã có sự tham khảo của riêng mình cũng rất là nhiều. Thì ở đây thì chị thấy là bác sĩ mà mấy chị mà nói về vấn đề chị cũng hay nhiệt tình, cũng hay hợp lý. Dạ. Nên chị mới làm. Dạ vâng ạ. Chứ máy móc này cũng hiện đại hơn chỗ khác rất là nhiều. Vâng ạ. Mấy chỗ khác là chỉ là mướn bác sĩ ở ngoài là thôi, còn là trực tiếp bác sĩ tại đây luôn. Dạ vâng ạ. Nên mình có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng kỹ thuật ở bên. Da cũng không em trên da mà. Dạ vâng chị. Tiếp theo thì em xin phép được hỏi một câu cuối cùng ha. Đó là có rất nhiều bà mẹ sau sinh á, rất là tự ti về cái vòng 1 cũng như là vòng 2 và kể cả vòng 3 sau khi sinh nữa, tại vì nó thay đổi rất là nhiều. Tại vì mình làm thêm chức năng làm mẹ, sau đó là cơ thể của mình nó cũng thay đổi theo. Thì không biết là chị có muốn nhắn nhủ gì tới á, các mẹ cũng như là các bạn gái đang có muốn là ý định là phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà còn ngần ngại không ạ? Nói chung là chị cũng mới ngủ với mấy chị mấy chị mấy cô rồi, có muốn làm đẹp thì hãy tự tin lên đẹp cho bản thân mình. Dạ đúng rồi, không những cho bản thân mình mà cho mấy ông chồng. Dạ, người thân hơn. Dạ vâng, mình rất là tự tin đúng không chị, khi gần chồng cũng như là khi mình tiếp xúc với mọi người. Nhưng mình có sắc đẹp này đâu mà cũng tự tin với chồng, mà chồng cũng không có mà này kia nọ. Dạ đúng rồi, vâng, cảm ơn chị rất là nhiều trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Những chị em nào đang quan tâm tới tất cả các dịch vụ thẩm mỹ như là từ khuôn mặt, vòng 1, vòng 2 và kể cả vòng 3 và hút mỡ thì có thể tự tin tới đây. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Hãy tự tin comment và nhắn tin qua trang bệnh viện trang Facebook của bệnh viện thẩm mỹ em cát, hoặc là tới ngay bệnh viện thẩm mỹ em cát để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí nha. Xin chào các bạn. Chào các bạn.